vàng đang bóng, sớm thôn từng bừng vui đón mùa xuân lắm. Tại sao? Ba cái cô này bình thường lên sân khấu là nhảy rồi rồi nói chung là nhìn cá tính năng động, bữa nay nhìn nó bánh bèo hẳn nhìn nó dễ thương, nó lạ lạ. Thì bây giờ đến Tết thì cũng phải cho người ta là con gái một lần đi. Cái gì là con gái một lần, bình thường là cái gì? À thì mọi lần hơi cá tính, bây giờ nữ tính một lần đi. Đấy đó, thà nói vậy chứ bình thường là bữa nay là con gái thì bình thường là cái gì? Giống tôi nè. À. Thưa quý vị, bây giờ mình quay trở lại với chương trình thì như Trấn Thành đã kể quý vị là chúng ta có rất là nhiều những cái mùa xuân đặc biệt
Và chính vì vậy thì cũng có những cái chiến thắng vẻ vang. Và chính vì vậy cũng sẽ có rất là nhiều những cái nhân vật lịch sử được mọi người ca tụng. Và Thành có sưu tập được một cái câu thơ này là câu đố. Đố Hà còn là biết ai không nha? Tướng nào bẻ gậy phò vua, lời thề diệt giặc trên bờ Quá Giang. Trần Hưng Đạo. Giỏi vậy. Mẹ đố Thành này. Có luôn hả? Có chứ. Mình phải thử được cái chất xám của nhau. À. Anh hùng đại thắng Đống Đa, dẹp thanh giữ vững nước nhà Giang Sang. Trời đất ơi, nghĩ sao đố tôi, hồi nãy tôi mới nói Quang Trung. Ừ. Nhiều khi mới nói xong đố lại là quên mà. Thưa quý vị, nói về tướng Quang Trung thì có một cái tình sử này phải kể quý vị nghe ngay. Đó là hồi xưa tướng Quang Trung và công chúa Ngọc Hân thì có một cái mối tình. Thì lúc đó vua Quang Trung mới là đánh giặc ở ngoài phương Bắc. Thì ở miền Trung á là ở Huế đấy. Là, biết luôn ta. Biết chứ. Đó. Một cái vùng đất mà chỉ có hoàng hậu, nữ hoàng và công chúa thôi. À, và có Hồ Ngọc Hà nữa, cũng sinh ở khu đó phải không? Dạ, mình đẻ ở đó. Đó. Mình đâu có dám nói gì đâu. Đấy, tôi biết ngay mà. Trời, xong là... Gì, tôi cũng có mấy người đó, cái này tôi kể không? Thì thưa quý vị là lúc ở Huế đó thì công chúa Ngọc Hân đang ở đó chờ. Thì chờ đợi tin chàng trong ngóng, thì lúc đó là ở phương Nam đó, từ miền Trung trở vào thì chỉ có hoa mai thôi. Ừ. Thì chờ đợi giữa cái rừng mai thì vua Quang Trung rất tinh ý đã gửi về một cái cành bích đào rất là đẹp, như là một cái tin báo thắng trận. Và chính vì nó quá đẹp nên nó được lưu truyền qua dân gian, rằng là người ta thấy rằng là từ đó hoa đào du nhập vào miền Trung và miền Nam như là một cái tin vui cho cái sự việc là hoa đào và hoa mai sum họp và miền Nam Bắc là một nhà. Và cái mùa xuân năm đó cũng không chỉ còn là một mùa xuân chiến thắng, mà là mùa xuân của hạnh phúc, của sum họp, của đoàn viên. Và của tình yêu nữa. Và rõ ràng là cành hoa, hoa đào là hoa của trời. À, nó ở trên trời thì mang một màu biếc biếc, mà xuống dưới trần gian thì mang một sắc thắm. Và một cái món quà mà không thể nào ý nghĩa hơn và đẹp hơn để dành tặng cho công chúa Ngọc Hân, đúng không? Và thưa quý vị, bây giờ để quay trở lại với chương trình, chúng tôi xin mời Toàn thì quý vị sẽ cùng gặp gỡ ba mỹ nam mà chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ lưỡng về cả ngoại hình, nhan sắc lẫn body, để có thể đủ được tinh thần và thần thái, cái tiêu chuẩn đó để có thể hóa thân vào ba nhân vật lịch sử mà chúng tôi vừa nhắc đến, đó là Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo và Quang Trung, trong một liên khúc Đất Việt ngàn năm vọng mãi, với rất nhiều những sự đóng góp của nhiều người trên sân khấu, bao gồm đội tuyển Võ Việt Nam, đội tuyển Lân Sư Rồng, Vũ đoàn Bình Minh và Vũ đoàn Việt Hải. Và mời quý vị cùng chào đón Trương Nam Thành, Lê Minh Trung và Lê Trung Cương.